Chào anh đi làm về. Em ơi con đi nè. Em ơi con đi nè. Em ơi. Con gì đây? Mày xem đi. Ôi nhỏ xíu nữa. Dễ chưa? Hello, xin chào các bạn. Đây là thành viên mới của gia đình Mr. Thỏ Trắng. Em thỏ này chỉ mới có 1 tháng tuổi thôi các bạn ơi. Quá là trắng bóc luôn. Rất là đẹp nha. Hello thỏ, con here. Come here baby. Hi. Hello, xin chào các bạn. Và đây là chùm nho của nhà mình. Thấy chưa? Nho leo tùm lum, trái mọc chi chít. Mặc dù không có trăm món gì cả. Chu choa ơi, trái nho nè các bạn ơi. Trời ơi, chết rồi. Không có gì cả. Thì thôi, đi ăn tối thôi. Đói rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi ăn tối ở khu người Việt Capramata một lần nữa. Ok. Ở đây là vợ mình. À, có ý kiến đi. Vinh thì anh Dũng chưa thấy gì đâu. Có người mời đi hát mà không chịu đi. Không khán giả mà. Trời bây giờ chơi cái này luôn hả? Chưa. Hello, hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi xem nhà triệu đô ở Úc như thế nào nhé. Ok. Ooh.
nổi mà. Đồ đang thử nước. Đồ ra tôi làm nén luôn. Đồ. Thấy chưa? Nó ô. Lâu rồi. Sao nó cắt đây là ghép hay rồi. Chắc đẹp tập nha ơi. À, sáng nay uống cà phê không nè? Ghế bệnh ấy không ai đúng anh đâu, không ai đúng anh hết á, làm nó đẹp tổng tụi rồi đi. Sao Nam, Nam cho cảm nhận căn nhà này thế nào? Không nói gì vậy? Trời ơi. Ai quay mà có có cái xe mốt tôi đổi tiếng cho. Được mà, ừ, cái gì đâu. Bếp khỏe lắm á, bếp đâu ai nổi đâu. Ê nè, mở mở ra cho anh em coi, cho Châu coi cái phòng nữa nè. Nè. Nè, mở phòng nó coi được không? Với lại kéo màn, mai mốt muốn ở thì kêu gắn màn vô. Có màn rồi, có màn rồi, mấy cái này sợ. Tại nghĩ như khi buổi sáng mở cửa nhìn đẹp quá. Không, mấy cái phòng này ở ý tưởng hơn phòng trước, với phòng trước vừa xe chạy. Có mấy người trong cũng mở rồi. Anh với anh Phúc. Trời, cái chỗ này mua được dở nhá mà. Ờ, cứ dở. Trời ơi. Trời ơi. Cái